Thưa quý vị, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào chiều nay thì áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Dự báo trong vòng 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão giật cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ tối và đêm mai ngày 10 tháng 8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ chiều tối ngày mai cho đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt.